lùng rồi cả nhà ơi, nó là Phương đi dưới kia, Phương dí dài lên, nó lên đây là nó hết thoát được rồi. Ôi, đen con đó nè, trên đen con. Ôi, con có lóc. Qua đây nè, có hàng nhỏ đó, coi chừng ngăn ách quá. Chê cả nhà ơi. Ồ. Chê đó, hết tiếc luôn rồi. Chán nước cái thùng cho nó ướt đi. Đem theo cái thứ lớn đẩy lên trên.
Nô đó mình bán nó không dám lội, cả nhà mấy con kia thì lội trơn à. Còn lên nô muốn lội nó kêu hoài. Ô, vàng lội qua lội ngược trở lại luôn cả nhà. Vàng nó lội qua con nô. Nó bỏ con nô không đành lòng rồi. Ê rồi chạy ra rồi. Bỏ có con dẹm không Quân? Hả? Đây có dẹm không? Ít lắm mẹ ơi, hiếm lắm chứ không phải như trên sông. Tại cái này giống như là con kênh đó cả nhà. Một yên. Ui, cá lóc nha. Đó nha. Yeah, được hai con. Ê, bên này mình lên đây thử ra. Ê, trên cá lóc chuối. Bắp chuối hồng như thế này luôn. Chim nó ăn hết trơn rồi. To nó coi mấy gan vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gan luôn cả nhà ơi. Trời ơi, nó dài tới cái này luôn nè. Tính thái mà tiếc quá cả nhà, hiếm khi mới được một cái bắp nào mà nó dài tới bún vậy. Hơn mình nói lại là đi chuyên gia đẹp nó dài chấm xuống tới dưới nước. Dạ em nô. Ở cái đây có dây đậu ma nữa nè cả nhà, đậu ma nó bò ở đây quá trình nhiều. Ở cái bên này có vẻ như là he không được nhiều nữa bên kia. Ui, ở đây có con kiến ba khoang. Đây cái nhà ơi, cái ngọc hàng nó đang đu ở trên một cái cây. Đi nhà xem nè. Hai mẹ nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi. Đó, nói nó có ba khoang luôn. Cái nhà thấy không, đấy là kiến ba khoang ở quê Phương đó. Ở quê cả nhà ra sao có giống vậy không cả nhà? Thank you.
hàng quá trình nhiều luôn đó nha, mà có vẻ như là nó đi ăn hay sao. Ây da, oh my god. Có một em trong đây cả nhà, nó mới kẹp luôn. Thôi nhảm nhãn lội lại con kìa Phước. Lội nó quẹo vô rồi, vô mờ nữa rồi. Đây cái nhà rồi. Trời ơi, thiệt tình. Giang lỡ qua đây nè con. Ừ, lỡ qua đây nè Giang. Giang đây đi con, lên bờ đi. Đây một con cua đó nha, còn con đen nó không dám lội mà nó cứ hăng hái, nó muốn đi theo con vàng không à. Mình có một con cua nữa. Ôi cá chê. Vô tới đây luôn nè cả nhà, mà thân sâu quá trời sâu luôn. Em nữa cả nhà. Ôi da, cái nổ này đau lắm. Đây cả nhà ơi, còn em cá chê nữa nha. Thank you.
Ôi, ở đây có dấu chân con người hoài vậy ta. Nè mẹ, con dấu hết rồi nha mẹ. Nó tròn hết kìa cả nhà. Thôi mẹ con nè mẹ. Dạ. Ồ. Nhỏ hiền ăn lên á. Giang, giang nhanh giang. Qua đường mua cỏ bên đó không? Ê dạ. Ôi đụng dẹm đó, đừng có dẹm đó. Cái này khi đụng là dẹm bự không ạ nha. Đi qua cầu khỉ, đi qua bên kia luôn ơi. Qua cầu khỉ, qua bên kia kìa đó, có con đằng đắng kìa. Cậu khỉ đi qua rừng. Có chiếc lửa. Má ơi chiếc lửa tắm luôn á. Đi theo cái đường này có cá có thêm nước lên không nha. Này lại trời mưa cả nhà. Mưa một cái nha, cá theo lên nhiều hơn nữa. Giờ thì chỉ là đợi cá nó theo cái đường nước xuống lên thôi. Mưa mới có nhiều cả nhà. Trên đây nó cũ hơn ở phía kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kìa. Dạ. Nó chỗ giống vợ con hay gì đó. Cái mẹ thấy ngay chỗ bụi lát nó nhúng nhích hay gì á, cua hay gì á. Bụi lát đó. Dạ. Ừ. Có nào? Có hả? Nè. Yeah. Ôi con cá nó lộn kìa cái nhà. Nhà thấy chưa? Dạ. Yeah. Ui, ui. Dạ, đây là đường cùng mà cả nhà ơi, đó là phương đi dưới kia, phương dưới dài lên, nó lên đây là nó hết thoát được rồi. Ôi, đen con đó nè. Trên đen con. Ôi, con có lóc. Ôi nghe đâu rồi? Bỏ nó lại cho ăn bụng nó ngon. Thả con kia cho con này vô giống rồi kìa. Ừ. Ôi con mất thì ở đâu rồi ta? Hả? Đây thì Phương dí lên trên đây được con cá lóc nữa. Cá lóc dí trên đây bự nè cả nhà. Ngon ghê không? Đây thành quả của mình. Vậy Phương đi về cả nhà ơi. Giờ cũng sụp trời chiều rồi cả nhà. Cả nhà xem đến đây cho Phương xin mùa được like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ thêm thằng nữa nha. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại vào lần sau.